Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thứ tư ngày 26 tháng 1 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an thăm chúc Tết tỉnh Hưng Yên, các gia đình chính sách và người lao động khó khăn trên địa bàn tỉnh. Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh họp với các thành viên cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Các doanh nghiệp ở thị xã Mỹ Hào vượt khó đảm bảo việc làm, chăm lo cho người lao động. Phòng dịch với người về quê đón Tết. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, chiều nay, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an về thăm chúc Tết tỉnh Hưng Yên, các gia đình chính sách, người có công, người lao động khó khăn. Đón tiếp Đại tướng và đoàn công tác có các đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên đạt được trong năm qua, nhân dịp năm mới, Đại tướng Tô Lâm chúc cán bộ, nhân dân, lực lượng vũ trang tỉnh Hưng Yên một năm mới sức khỏe, phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng. Năm 2022 được dự báo có nhiều khó khăn, thách thức tác động đến việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và công tác bảo đảm an ninh trật tự. Do đó, tỉnh Hưng Yên cần tập trung quán triệt, xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể trên cơ sở thích ứng an toàn giữa công tác phòng chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế xã hội. Trước mắt, đảm bảo các điều kiện để nhân dân đón Tết an toàn, tiết kiệm, hiệu quả. Tại buổi trao tặng quà cho đại diện các gia đình chính sách, người có công, người lao động khó khăn của tỉnh Hưng Yên, Đại tướng Tô Lâm chúc các gia đình đón Tết vui vẻ, đầm ấm và hạnh phúc, đồng thời nhấn mạnh trong dịp Tết Nhâm Dần, tỉnh Hưng Yên cần tổ chức các hoạt động hướng mạnh về cơ sở, chăm lo người có công, hộ nghèo, hộ ảnh hưởng dịch COVID-19, đảm bảo nhân dân đón Tết vui xuân, an toàn, lành mạnh. Năm cũ đi qua và đón mừng năm mới thì có những lời chúc mừng. Đấy, năm mới là những tình cảm, những lời chúc tốt đẹp nhất đến tất cả các đồng chí, tất cả các bà con. Hôm nay gặp mặt ở đây thì không được gặp nhiều. Thế thì cũng thông qua các đồng chí lãnh đạo tỉnh, rồi cũng thông qua bà con cô bác xin gửi những lời chúc mừng năm mới, chúc tất cả các đồng chí cùng bà con, cùng gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc và sẽ đón một cái Tết Nhâm Dần thật là vui vẻ, thật là đầm ấm, thật là hạnh phúc. Thay mặt lãnh đạo tỉnh Hưng Yên, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Tỉnh ủy, tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Đại tướng Tô Lâm và trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của Đại tướng đến các gia đình chính sách, người có công và người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Đồng chí mong muốn thời gian tới, trên chặng đường phát triển, tỉnh Hưng Yên luôn nhận được sự đồng hành, hỗ trợ của lực lượng công an các cấp để thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa phương, tạo tiền đề, cơ sở vững chắc cho sự phát triển toàn diện chính trị, kinh tế, xã hội của tỉnh. Đại tướng Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng 100 suất quà của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an cho các gia đình chính sách, người có công, công nhân, người lao động khó khăn của tỉnh Hưng Yên. Chiều qua, ngày 25 tháng 1, Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức họp với các thành viên để xem xét cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì cuộc họp. Tại cuộc họp, lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo, Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông đã báo cáo các dự thảo, tờ trình, nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập và chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục đào tạo từ năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Ban hành quy định triển khai thực hiện chính sách của tỉnh về hỗ trợ viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban Nhân dân tỉnh nghỉ thôi việc theo nguyện vọng giai đoạn 2022-2025, đề án chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025 tầm nhìn đến năm 2030. Sau khi nghe ý kiến thảo luận của các thành viên, kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn cơ bản nhất trí thông qua các báo cáo tờ trình tại phiên họp. Riêng về đề án chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu để thực hiện chuyển đổi số hiệu quả, Sở Thông tin và Truyền thông cần phối hợp với các sở ngành tham mưu cho tỉnh triển khai theo từng giai đoạn và lựa chọn những chương trình thiết thực,
quan trọng nhất trong phát triển kinh tế xã hội. Trong đó phải chú trọng vào một số lĩnh vực ưu tiên như quản lý, quy hoạch đất đai, tập trung xây dựng hệ thống dữ liệu về đất đai. Trong lĩnh vực giao thông, vận tải và logistics, xây dựng phát triển hệ thống giao thông thông minh, tập trung vào các hệ thống giao thông đô thị, các quốc lộ, tỉnh lộ, quản lý tài nguyên môi trường, thực hiện chuyển đổi số trong công nghiệp và thương mại, tài chính ngân hàng, giáo dục, nông nghiệp, đặc biệt là tập trung vào lĩnh vực y tế trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay. Huyện ủy Khoái Châu và Ân Thi vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Bùi Thế Cử, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy dự hội nghị tại huyện Khoái Châu và đồng chí Đại tá Nguyễn Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh dự hội nghị tại huyện Ân Thi. Năm 2021, các cấp ủy Đảng huyện Khoái Châu quan tâm thực hiện công tác chính trị tư tưởng, nhất là việc quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, công tác quốc phòng quân sự địa phương được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đảm bảo. Năm 2022, huyện Khoái Châu tập trung thực hiện tốt công tác giáo dục lý luận chính trị tư tưởng, tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, thực hiện xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng chính quyền, phát triển kinh tế xã hội. Trong năm 2021, huyện Ân Thi đã quán triệt triển khai đầy đủ các chỉ thị nghị quyết, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, duy trì công tác dân vận, công tác kiểm tra giám sát, nâng cao chất lượng cơ sở đảng và đảng viên. Trong năm, toàn huyện kết nạp được trên 100 đảng viên mới, có 8 chi đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 32 chi đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, đánh giá xếp loại đảng viên có 830 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm 2022, huyện Ân Thi phấn đấu tiếp tục đổi mới hình thức phương pháp học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh huyện, tăng cường công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2022. Sáng nay, đồng chí Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy đến trao huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho đảng viên Vũ Quang Hải, sinh hoạt tại chi bộ thôn Tiên Cầu, xã Hiệp Cường, huyện Kim Động. Trao huy hiệu 45 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng đảng viên Vũ Quang Hải, đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy khẳng định, đây không chỉ là vinh dự của cá nhân, gia đình đảng viên mà còn là vinh dự tự hào của Đảng bộ tỉnh, ghi nhận những công hiến đóng góp của các đảng viên đối với sự nghiệp phát triển của địa phương. Đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy mong muốn đảng viên Vũ Quang Hải tiếp tục có những đóng góp thiết thực để góp phần xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp. Hôm nay, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 387 ca dương tính với COVID-19. Số ca nhiễm tuy đã giảm so với những ngày trước, song các địa phương vẫn tích cực thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Trong đó, huyện Ân Thi 98 ca, Văn Lâm 49 ca, Văn Giang 45 ca, thị xã Mỹ Hào 37 ca, Khoái Châu 34 ca, Tiên Lữ 32 ca, thành phố Hưng Yên 27 ca, Kim Động 23 ca, Phù Cừ 22 ca, Yên Mỹ 11 ca. Như vậy, tính từ ngày 15 tháng 10 năm 2021 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận trên 16.000 ca dương tính, thu dung điều trị cho trên 5.000 ca bệnh F0, trong đó điều trị tại các cơ sở tập trung gần 3.000 ca và tại nhà gần 2.000 ca. Đang cách ly 12.000 người, đã có trên 270.000 người tiêm phòng mũi 3, đạt xấp xỉ 30% tổng số người từ 18 tuổi trở lên. Hiện đang là thời điểm người dân sinh sống và làm việc từ nhiều nơi trở về quê đón Tết. Vì vậy, các địa phương ở tỉnh Hưng Yên đang chủ động thực hiện các biện pháp ứng phó, hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh trong dịp Tết Nguyên đán, ghi nhận tại thị trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu. Ông Nguyễn Thế Sảo ở khu phố Thông Quan Hạ, thị trấn Khoái Châu, có con trai đang sinh sống làm việc tại miền Trung. Khoảng cách xa xôi, công việc bận rộn nên cả gia đình đều mong đợi được đoàn tụ. Tuy nhiên, với diễn biến phức tạp về quê đón Tết hay không đang là vấn đề bố con ông bàn bạc trong những ngày này. Bây giờ dịch phức tạp như này thì bây giờ tôi cũng động viên con cái là bây giờ thôi con cứ ở đâu ở đấy. Nếu mà có về thì tôi nhắc nhở con nên khai báo y tế tự theo dõi sức khỏe. Ước tính có khoảng 500 lượt người dân sẽ về quê đón Tết năm nay.
thị trấn Khoái Châu chủ động xây dựng kế hoạch ứng phó, hạn chế nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh. Điểm sáng tạo là thị trấn Khoái Châu thành lập các tổ tự quản hỗ trợ tổ COVID-19 cộng đồng, giám sát việc thực hiện quy định phòng chống dịch trong khu dân cư, nhất là với những trường hợp về quê ăn Tết. Ngay khi có kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo thị trấn đã báo cáo Thường trực Đảng ủy xin ý kiến cho các ngành, nông dân, phụ nữ, cựu chiến binh, đoàn thanh niên thành lập các tổ tự quản, mỗi ngành một tổ kết hợp với tổ COVID cộng đồng trong của thôn, của khu phố, tuyên truyền nhân dân phòng chống dịch và thực hiện nghiêm việc khai báo y tế. Song song với công tác tuyên truyền, thị trấn Khoái Châu bố trí điểm cách ly tạm thời đối với các ca F0, các trường hợp nghi nhiễm, đồng thời yêu cầu trạm y tế tăng cường chuẩn bị vật tư y tế như kit test nhanh, nước sát khuẩn, phân công lịch trực 24/24 giờ, đảm bảo ứng phó với mọi diễn biến dịch. Chúng tôi đã xây dựng cái kế hoạch về cái trạm y tế lưu động, chuẩn bị cho công tác điều trị F0 tại nhà. Niêm yết số điện thoại của cán bộ y tế phụ trách tại các khu phố để cho nhân dân cũng như là những người về quê ăn Tết là kịp thời liên hệ với trạm y tế để khai báo y tế cũng như là những cái tình huống xảy ra, ví dụ như là ho sốt hoặc là biểu hiện của bệnh thì là chúng tôi sẽ kịp thời xử lý. Sau một năm xa quê, được trở về đoàn tụ cùng gia đình là mong ước chính đáng của mỗi người dân. Tuy nhiên, để đón Tết Nguyên đán an toàn, vui tươi, rất cần sự phối hợp của người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch như khai báo y tế, xét nghiệm, theo dõi sức khỏe. Để góp phần giúp các lực lượng y tế là các y bác sĩ tuyến đầu chống dịch COVID-19, vừa qua Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên đã trao tặng 4.000 bộ quần áo bảo hộ phòng dịch và khẩu trang y tế cho các y bác sĩ tại Bệnh viện Nhiệt đới và Bệnh viện Phổi Hưng Yên. Tổng vật tư y tế trao tặng cho hai bệnh viện có trị giá gần 600 triệu đồng. Đây là hai bệnh viện đang thực hiện thu dung và điều trị cho các bệnh nhân nhiễm COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Thời gian qua, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã phát động tới hội viên doanh nghiệp ủng hộ vật chất phương tiện cho công tác phòng chống dịch, góp phần nâng cao hiệu quả công tác chống dịch COVID-19 ở các địa phương. Hai năm qua, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 hoành hành, song cơ bản các doanh nghiệp trên địa bàn thị xã Mỹ Hào vẫn vượt qua, luôn đảm bảo việc làm ổn định, chăm lo cho người lao động. Đây cũng chính là động lực quan trọng, động viên để người lao động nỗ lực gắn bó với doanh nghiệp. Ghi nhận không khí lao động trong những ngày cuối năm tại thị xã Mỹ Hào. Đây là năm thứ 17, anh Lương Văn Út gắn bó với phân xưởng cắt của công ty cổ phần may Hưng Việt. Những ngày cuối năm này, anh và gần 600 công nhân, người lao động ở đây luôn có tinh thần làm việc rất phấn khởi, khẩn trương, bởi trong suốt thời gian qua, mặc dù dịch bệnh bùng phát mạnh, nhưng công việc và mọi chế độ đãi ngộ của công ty vẫn ổn định, đầy đủ. Công ty vẫn đáp ứng được công việc cho anh em công nhân ở đây ạ. Và vẫn đi làm đều ạ. Không phải nghỉ ngày nào do dịch ạ. Em làm đây thu nhập thì bình quân khoảng tầm 10 triệu một tháng ạ. Thưởng Tết khoảng tầm chúng ta động từ 27 đến 30 triệu. Kể từ khi dịch bệnh xuất hiện, trong bất kỳ thời điểm nào, cứ 2 lần một tuần, toàn bộ công nhân và người lao động của công ty đều được xét nghiệm một lần. Với tất cả các khách hàng vào công ty và những công nhân nghỉ có việc riêng thì trước khi đi làm trở lại đều phải có xét nghiệm PCR trong 72 giờ. Cùng với đó, công ty luôn phối hợp chặt chẽ với địa phương và cơ quan y tế để cập nhật thông tin về diễn biến dịch để ứng phó kịp thời. Nhờ đó, đến nay công ty vẫn chưa có dịch xuất hiện. Ngoài việc nỗ lực tìm kiếm đơn hàng bảo đảm việc làm, đảm bảo thu nhập cho công nhân, cuối năm 2021, ngoài tiền thưởng, công ty còn tặng mỗi người lao động một túi quà Tết trị giá 600.000 đồng và thực hiện nghỉ Tết đúng theo quy định. Ban lãnh đạo công ty đã rất là cố gắng nỗ lực để đảm bảo an toàn về việc phòng chống dịch bệnh cũng như là các cái đơn hàng quan tâm chăm sóc anh chị em. Tiền lương và tiền thưởng thì Tết năm nay thì cũng có phần cao hơn so với năm ngoái. Anh chị em rất là phấn khởi. Công ty cổ phần bao bì Đức Hiếu trên địa bàn xã Ngọc Lâm, không khí những ngày cuối năm cũng đang rất khẩn trương. Công nhân vẫn miệt mài hăng say sản xuất với niềm tin tưởng kỳ vọng vào sự phát triển ổn định của công ty. Về phía công ty, cùng với việc tìm kiếm đơn hàng, thị trường nhằm nâng cao thu nhập cho công nhân, thì việc quan tâm đến người lao động luôn là mục tiêu số 1. Nguồn nhân lực chính là một cái tài sản rất là lớn. Thế thì
quan điểm của công ty là luôn luôn xây dựng cái nguồn nhân lực đó. Thế với cái tình hình dịch bệnh này ấy, là với người công nhân, cái thứ nhất là chế độ ăn phải rất là đảm bảo. Công ty thì lại phải có những cái bước từ phun khử khuẩn, là test thường xuyên để làm sao phát hiện được nhanh nhất, tìm được giải pháp tốt nhất, đảm bảo cái nguồn lực cho công ty. Chính là đảm bảo được tài sản của công ty đấy. Trên địa bàn thị xã Mỹ Hào có khoảng trên 20.000 lao động làm việc tại các doanh nghiệp. Bất chấp sự hoành hành của dịch Covid-19, hầu hết các doanh nghiệp vẫn giữ ổn định việc làm cũng như mức thu nhập cho người lao động. Dịp Tết Nguyên đán này, ngoài quà tiền thưởng của công ty, nhiều công nhân còn được nhận quà Tết, động viên của các cấp, các ngành. Thời gian qua, Bưu điện tỉnh Hưng Yên tập trung phát triển bên 3 trụ cột chính: bưu chính, chuyển phát, tài chính bưu chính và phân phối truyền thông. Bưu điện tỉnh luôn xác định thông qua hệ thống mạng lưới rộng khắp cung cấp những dịch vụ phổ cập tới mọi người dân, mọi nhà với sự gần gũi, thân thiện và độ tin cậy cao. Thời gian qua, Bưu điện tỉnh cũng triển khai nhiều dịch vụ mới như chi hộ bảo hiểm xã hội tỉnh, chi hộ Sở Lao động Thương binh và Xã hội, chi trả các chế độ trợ cấp khác với số lượt chi trả gần 140.000 lượt đối tượng một tháng, thu một số loại thuế phí, thu hộ tiền điện, thu nộp hộ tiền phạt vi phạm giao thông và đặc biệt là phục vụ chuyển phát dịch vụ hành chính công. Trong năm 2021, Bưu điện tỉnh đã chuyển phát an toàn trên 770.000 thẻ căn cước công dân gắn chip, mở rộng tiếp nhận chuyển phát hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe tại 7 bưu điện, huyện, thị xã. Thực hiện lộ trình cải cách dịch vụ hành chính công giai đoạn 2021-2025 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên. Trong điều kiện tác động tiêu cực từ dịch bệnh COVID-19, năm 2021, Bưu điện tỉnh Hưng Yên thông qua sàn giao dịch điện tử hỗ trợ tiêu thụ các mặt hàng nông sản như nhãn lồng Hưng Yên, cam Hưng Yên, vải thiều Bắc Giang, Na Lạng Sơn với số lượng gần 170 tấn nông sản.